ba lô hay còn gọi là backpack đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Tuy nhiên, ít ai biết rằng nó đã trải qua một quá trình phát triển và cải tiến kéo dài hàng thế kỷ. Những chiếc ba lô đầu tiên được sử dụng để mang vật dụng của quân đội, các nhà thám hiểm và những người phải di chuyển nhiều trong công việc. Chúng được làm từ da và vải bông và có kích thước lớn, khá nặng và không thoải mái khi đeo. Vào những năm 1930, những chiếc ba lô đầu tiên được sản xuất dành riêng cho học sinh và sinh viên. Những chiếc ba lô này thường được làm bằng vải và có kích thước nhỏ gọn hơn. Tuy nhiên, chúng vẫn khá nặng và không thoải mái khi đeo trong thời gian dài. Vào những năm 1960, ba lô bắt đầu được sản xuất với các chất liệu như nylon và polyester, làm tăng độ bền và giảm trọng lượng của chúng. Các khóa kéo và dây đeo cũng được cải tiến để tăng tính tiện dụng và thoải mái cho người sử dụng. Từ những năm 1980 đến nay, các thương hiệu lớn bắt đầu sản xuất các loại ba lô với nhiều kiểu dáng và màu sắc khác nhau để phù hợp với sở thích và phong cách của người dùng. Các chất liệu như da, vải và nhựa đã được sử dụng để tạo nên những chiếc ba lô đa dạng và phong phú. Ngày nay, ba lô đã trở thành một món đồ thời trang được ưa chuộng không chỉ cho học sinh, sinh viên mà còn cả người lớn và giới trẻ. Chúng được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau như đi làm, đi học, du lịch hay thể thao. Với sự phát triển của công nghệ, các loại ba lô cũng được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của người dùng, bao gồm cả các tính năng như chống nước, chống sốc hay kết nối với thiết bị di động.